Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Video ngày hôm nay thì em đang có 4 cặp loa bãi BB450C xịn các bác ạ. Ở đây thì những cặp này thì sẽ phải thay gân cho bác anh em. Nhưng các bác yên tâm một điều là sẽ gây gân zin cho bác anh em luôn. Gân bát loa đấy ạ, các bác có thể nhìn đây. Những hàng bãi BB450C thì cái câu chuyện về thay gân thì đã không phải là cái câu chuyện quá lạ. Và anh em khá là quen thuộc về cái việc này rồi. Đấy. Nó không hề thay đổi về chất lượng một chút nào các bác nhé. Em khẳng định các anh em một điều như thế, nếu như thay đúng gân zin, nó không hề thay đổi về chất lượng một chút xíu nào cả. Và hơn nữa là còn đảm bảo nữa cơ. Những hàng này thì ở hiện tại ở đây thì em đang còn 4 cặp để thay gân. Thì có một cặp em thợ nhà em đã làm được rồi đây. Em ví dụ cho bác anh em và đang mở test thử nhạc cho anh em đây. Đấy. Thì những cặp này thì làm sớm để gửi cho bác khách rồi. Đấy, giá thì anh em đã chốt với nhau rồi đây các cặp này. Còn cái về phần vệ sinh thì bác bảo không, anh không thích sơn lại. Anh muốn để nguyên về cho nó chuẩn bãi. Chứ sơn lại với bóng nhoáng lên thì người ta nhìn người ta tưởng là hàng mới. Ok bác, cái này thì câu chuyện của bác thì các bác muốn nào thì em sẽ để đúng theo yêu cầu của bác anh em luôn. Đấy, các bác nhìn ạ, em quay cả phía sau nữa anh em nhé. Đây cần vặt là pad và chép đây. Các bác có gạt điểm gì không ạ? Em gạt về này thì nó thiên bát hơn, em nghe cảm giác tiếng bát lực hơn. Còn cái em gạt sang này thì tiếng chép nó có thể đanh hơn một chút. Và những cặp này là cặp trùng seri các bác nhé. Đây hai con này là trùng seri 2012013 đây. Đấy, hai con này là hai con trùng. Những cái bên trên này thì em cũng đã chụp cho bác khách của em rồi. Bác bảo không, cái này cứ để về đấy, về anh thích thì anh vệ sinh lại, không cứ để đấy cho đẹp. Cái này thì nó bị cái vết này như kiểu vết sơn lên ấy. Nó cũng không hẳn sơn, nó như kiểu dạng bột thạch cao ấy. Đây cạo cái là hết rồi các bác. Đấy, rất dễ dàng nhé. Em có báo bác rồi, bác bảo thôi cứ gửi ra, cứ làm sao để cho bát loa nó đẹp tiếng ok cho anh là được. Và cam kết là những cái thùng loa này nó không bị móp méo hay nó không bị bở. Đây quay cụ thể cho anh em luôn nhé. Những cái thùng này còn đẹp nguyên các bác nhé. Đấy các bác nhìn ở đây. Đấy, thùng loa này còn vuông vắn, còn đẹp nguyên, nó không bị ngấm nước, không bị bở, không bị mục. Và ở bên trong thì quay cho anh em xem. Đây, để cái bát nó vào đó. Đấy, từ kép đấy ạ. Từ kép của nó luôn nhá. Khá lặng tay đấy ạ. Đây còn quay cho bác anh em cái côn côn từ cái ôi. Đấy, anh em nhìn nhá. Còn nguyên zin luôn. Đấy. Thay gân loa thì không tác động gì bên trong này hết các bác ơi. Chỉ cần nối cái xốp bên trên này thay gân loa thôi. Đấy, xong cái xốp trên này nó vừa là để bảo vệ và vừa giữ gân loa thôi. Đấy, cái nó này còn nguyên vẹn nó các bác này. Đấy, và bên dưới này các bác nhìn phân tần đấy ạ. Phân tần rồi cả những cái tiêu âm, thùng bên trong còn rất đẹp luôn nhá. Các bác quay cụ thể cho anh em xem về cặp BB450C này. Lần trước em đã quay và giới thiệu cho anh em rất là chi tiết rồi. À, về 4 cặp này thì em có giảm giá khai trương cửa hàng cho anh em. Đấy. Giá bình thường các bác mua những cặp này, cặp BB450C này ở trên thị trường thì khoảng tầm đầu 5 đồng. Đầu 5 đồng. Đấy. Có đơn vị thì người ta làm sạch đẹp lại thì người ta báo giá hàng bãi đẹp chẳng hạn. Cái này các bác thích làm đẹp lại thì em sẽ làm đẹp cho anh em thôi. Còn anh em muốn để nguyên rồi nhất bảo là chuột bãi để nguyên vậy cho đẹp thì em chỉ vệ sinh bụi bặm lại và thay lại cái gân zin. Và phải nhấn mạnh lại một điều nữa cho anh em, đó là em thay gân zin cho bác anh em nhá, chứ không phải là thay gân xấu hơn để tiền đâu, không đáng bao nhiêu cả. Với bọn em thì những cái này không đáng bao nhiêu để phải thay những cái đồ như thế. Nên bác yên tâm một điều là thay đẹp đây. Ví dụ cho bác một cặp đấy. Đấy, anh em nhìn nó làm sạch đẹp cho anh em luôn. Đấy. Cặp loa bãi BB450C treo hát karaoke thì quá tuyệt vời các bạn. Đấy. Mở này một chút nhạc nữa để cho anh em nghe thử nhá. Mở nạp to hơn một chút để cho anh em nghe và cảm nhận thử luôn.
em vừa test thử một đoạn nhạc cho bác anh em. Và anh em có muốn sở hữu một cặp loa vãi BB450C bát 25 từ kép, hàng nguyên zin đẹp cho anh em luôn đấy, thì các bác cứ gọi điện trực tiếp qua cho bên em. Và giá thì em tăng giảm rất là sâu cho bác anh em luôn nhá. Các bác cứ liên hệ trực tiếp qua bên em để em tư vấn cụ thể hơn cho bác anh em. Và anh em có muốn nghe cảm nhận trực tiếp thì các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em để nghe và cảm nhận các bác nhé. Và anh em nào đang xem video, các bác nhớ cho ủng hộ cho em một like và nút đăng ký kênh.